Hello and welcome to this week's lineup of exciting lifestyle and entertainment news here on Culture Mosaic. Now, this week's edition will be filled up with diverse culture stories, first with an 80-year-old master guitarist who devotes his life to classical guitar. Then we meet with a rare percussionist known for his ability to perform solo acts and having a collection of hundreds of instruments from countries around the world. And finally, the 100 Radio Control Club will tell us how adults drive their unique cars to fulfill their childhood's passion. Here we go. 80-year-old master guitarist devotes life to classical guitar. Chen Sunhua, a magician of percussion. And unique cars fulfilling adults' childhood passion. Gonna take a look back on cultural highlights over the past week. Goodbye Mother, a film project of director Chik Ding Le Ming, recently revealed its first teaser. Through the one-minute trailer, the audience could expect a quality work which can touch the hearts. Now, through the topic of the movie, it's not new. This has never been fully expressed on Vietnamese screens. Three master musicians and artists took part in the FAM Lab, which stands for Film Archive and Music Lab, residency and outdoor concert in the ancient town of Hội An in Quảng Nam province on June the 25th. The organizer, British Council Vietnam, said this residency forms part of the FAM Lab strand of the ongoing heritage of Future Past project. The FAM Lab residency and concert reflects indigenous music from the Northwest, Central Highlands, and South Central regions of Vietnam. The initiative also features Scottish acoustic traditions, including the Bodhran drum, harp, and bagpipes, creating a platform for exploring symbiosis and resonances between Vietnam and Scotland's indigenous music forms. Six giant artworks made from used plastic materials are on display at Plastic Planet at Vincom Center for Contemporary Art. Now, its aim is to teach the community to use plastic responsibly in order to limit the negative effect it has on the environment. Tao He artists have meticulously and elaborately built six installations, sculptures, and interaction works named Ocean, Field, Tornado, Shelter, Secret Box, and Family. Now, the works are made from used plastic products such as straws, nylon, water bottles, and household appliances. They were cleverly assembled into large-sized artworks. The exhibition is open from 21st of June until 18th of August, and the entrance is free. According to surveys and researches of Center of Hands-on Actions and Networking for Growth and Environment, Vietnam is one of the countries where ivory and rhino horn trade still goes on. To protect rare and precious wild animals, this center launched an initiative called Wildlife Street Art Bus Tour. Now, 8 provinces and cities are stopovers of the art trip. These are hotspots for the consumption of wild animals or the tourism center of the country. Now, the trip is also gathering artists from different countries. This year's 5 foreign artists are participating. Google Adventure Vietnam was officially launched on June the 24th. It was created by Google Vietnam to promote tourism to the world. From its launch June the 28th, 6 YouTube creative content producers of Vietnam and other countries will experience the challenges of the program to explore the culture, cuisine, people, and natural environment of Vietnam. They're considered online tourism ambassadors who share the beautiful images of Vietnam with international friends. The challenges of all levels will take place in Quảng Bình province, Quảng Nam province, and Da Nang city.
The first ever fancipan horse race took place in the town of Sapa in the northern mountainous province of Lao Cai between June the 21st and 23rd. A total of 16 jockeys from the Hmong, Tai, and Nung ethnic groups in Lao Cai province competed in the event. Now, each race was held on a track that spanned 1,400 meters. After a long period of absence, the horse race has been revived and has attracted many visitors. The festival also features art performances from the ethnic groups of Sapa. Year-old classical guitarist Phạm Văn Phúc is one of the most influential artists in Vietnamese music. Despite the age, his passion for classical guitar has never faded away. Back in the 1970s, he and other six guitarists established a group of seven Vietnamese classical guitarists, also known as Thất Cầm Guitar, contributing to the development of classical guitar in Hanoi. Although his life is full of ups and downs, Mr. Phúc considers his guitar the best friend that has helped him nurture positive attitude towards life. And join us in this week's edition of Cultural Lifestyle to learn how he has devoted himself to classical guitar in the past 70 years. Tôi chả có ai theo nghề về văn nghệ cả. Nhưng mà tôi đi xem một cái phim Lưới Tình của Ý. Có một cái nghệ sĩ đánh đàn guitar rất hay. Thế là hôm nào tôi cũng đến rạp cine, tôi xem cái phim ấy, đến lúc hết đánh đàn. Thế là về đấy tôi mê, tôi mới đi tìm thầy học đàn. Tôi cứ chăm chỉ tập ngày tập đêm. Thì có khi tập đến 8 tiếng, 10 tiếng. Tại vì say mê quá. Trời rét chị biết, tôi uống nước chè đặc, cà phê đặc, vẫn buồn ngủ. Tôi bê cả một chậu nước lạnh vào, tôi ngâm chân để tôi tập đàn. Thế là tỉnh ngủ, tập thuộc thì tôi mới đi ngủ. Muốn đánh đàn guitar giỏi thì là phải biết những cái khác hỗ trợ. Đánh guitar thì ngoài cái lý thuyết âm nhạc là lịch sử âm nhạc, rồi là học sáng tác, rồi phân tích tác phẩm, thì lại phải đọc các sách văn học thế giới, phải thưởng thức các bức tranh đẹp, rồi các bài thơ hay của các tác giả, thơ quốc tế, thơ Việt Nam. Còn phải giao lưu, thì mình ra cuộc đời mình có trải qua kinh nghiệm cuộc sống, có vui buồn, có sự sướng khổ, thì mình mới thể hiện được tiếng đàn. Ngày xưa thì là ở Hà Nội thì người chơi guitar cổ điển rất ít. Thì bọn tôi cứ thấy ai đánh đàn hay là tìm đến kết bạn, giao lưu xong học hỏi lẫn nhau. Sau này thì được hội nhạc sĩ là tổ chức cho câu lạc bộ, thì là mời biểu diễn ra mắt công chúng, thì về sau mới nhiều người mới biết đến. Bọn tôi là 7 người giao lưu khắp nơi Hà Nội. Đi các nhà máy, công trường, thì các cơ quan, thậm chí còn ngồi đánh đàn ở vỉa hè nữa. Lúc đầu thì hiếm tài liệu lắm. Tự tập thấy bài là hay mà có đĩa hay thì cả hội rồi ngồi một anh nhấc kim rồi ghi ra xong để tập. Về sau rồi thì có các bạn đi lao động, đi học tập các nước, người ta gửi tài liệu về cho bọn tôi. Guitar cổ điển, nói chung các lĩnh vực về nhạc cổ điển của các loại đàn thì ít nhất nếu mà học chuyên nghiệp cũng phải 20 năm. Đánh đàn ấy thì phải có cái phong cách riêng của mỗi người. Khi tôi đánh bài nào là tôi cũng tưởng tượng là tôi đưa diễn tả một cái gì, chứ tôi không, mà tôi phải nhẩm giai điệu, tôi hát thầm ở trong đầu theo. Đấy, chứ tôi không đánh theo nốt nhạc mà tôi cứ tuần tuột ra mà xong, chứ tôi không nghĩ cái gì hết thì là tôi không. Vì thế nên nhiều người ta bảo tôi đánh đạt là có suy tư. Nghệ sĩ Phạm Văn Phúc đã được mời vào giảng dạy tại Viện Âm nhạc Quốc gia từ năm 1984 cho đến năm 2000. Trong quá trình tham gia, anh Phúc là một người mà đã có rất nhiều đóng góp trong việc đào tạo các thế hệ trẻ. Cái thứ hai là nghệ sĩ Phạm Văn Phúc là đã có những cái bài soạn riêng cho đàn guitar,
mà cho đến hôm nay, tức là những người yêu guitar của Việt Nam vẫn còn nhớ và vẫn còn được các học sinh thường xuyên biểu diễn trong các chương trình và trong các cuộc thi. Ví dụ như bài Tiếng Hát Giữa Rừng Bắc Bó của Nguyễn Tài Tuệ, hay như bài Du Em Xê Đăng. Thứ ba mà chúng tôi nghĩ là cái mà đóng góp lớn nhất của nghệ sĩ Phạm Văn Phúc, đó chính là cái đóng góp cho phong trào guitar. Phong trào guitar suốt mấy chục năm nay là gần như không vắng bóng anh Phúc, mà cho đến tận hôm nay, 80 tuổi, anh vẫn còn tiếp tục đi đến tham gia ở trên những sân khấu để mà đóng góp cho phong trào, động viên cho phong trào. Thế hệ của thầy Phúc đa số khi đến với đàn guitar là đa số đều tự học. Thầy cũng là mày mò, là một trong những người mà rất là kiên trì và mày mò và học rất chỉn chu về mặt kỹ thuật. Đấy, chính vì thế cho nên là thầy là một người mà rất nghiêm túc trong phong cách thể hiện, là làm sao cho nó gần nhất với cả những ý đồ sáng tác của tác giả. Chính vì thế cho nên thông qua cái phong cách của thầy cũng như là cái cách mà thầy giảng dạy thì tôi cũng bây giờ là đi theo con đường của thầy. Những bản nhạc cổ điển của châu Âu cho đến nhạc hiện đại vân vân, nghệ sĩ Việt Nam chơi bao giờ cũng có những các cái riêng của nghệ sĩ Việt Nam. Vì thế cho nên là khi mà nghe những các cái bản nhạc mà nghệ sĩ Phạm Văn Phúc chơi ấy, thì cũng không thể lẫn được. Bởi vì dù sao chăng nữa nó vẫn phảng phất một cái gì, tức là nhất là cái duyên dáng, cái tình tứ và cái tế nhị tinh tế của người Việt Nam mình. Hay nghệ sĩ Phạm Văn Phúc khi chuyển soạn những cái tác phẩm guitar cho đàn guitar thì luôn luôn cố gắng dùng những các cái hợp âm của âm ngũ cung để cho nó mang những cái hồn Việt Nam và âm sắc Việt Nam. Cho nên mặc dù ví dụ như là bản Tiếng Hát Giữa Rừng Bắc Bó của Nguyễn Tài Tuệ là viết theo âm nhạc rất là cổ điển phương Tây, hòa thanh các thứ hòa âm rất là phương Tây, nhưng mà khi mà chuyển soạn thì nghệ sĩ Phạm Văn Phúc chuyển soạn có những các cái nốt nhạc mà mình nghe là mình thấy ngay là Việt Nam. Người nhận xét là tiếng đàn của anh Phúc rất là tình cảm. Nó cũng như con người của anh Phúc, tính tình rất là hiền lành và anh ấy rất dễ là xúc động. Trong cái mà tâm hồn và cái con người của anh Phúc nó có một cái gì nhân hậu. Đấy, thì cái mà cái tiếng đàn mà tại sao mà anh ấy chơi những bản nhạc trữ tình mà nó hay là vì như vậy. Chen Xuanhua is a rare percussionist for his ability to perform solo acts. He has a collection of hundreds of instruments from countries around the world, including special drum sets he made from ordinary objects like used cans and bottles. Now, Hua worked tirelessly for more than 10 years in his dream. Dubbed a magician of percussion, Hua has never stopped finding innovative ways to perform. Now recently, he has learned to play new instrument himself, the handpan. Is there any other interesting thing about this artist? Let's find out more about him in this week's edition of On the Mic. Chen Xuanhua was born in 1979 in the northern province of Nam Định. At the age of 17, he started studying at the National Academy of Music. After graduation, he went to Singapore to continue his studies. He returned in 2010 and worked with the Vietnam National Symphony Orchestra, then Vietnam National Opera and Ballet Theatre. Seeing percussionists perform solo at concerts abroad, Hua nurtured a dream that one day he could master the stage in Vietnam. Over the past 10 years, he has made a lot of compositions for percussion instrument performances. Xin được cảm ơn nghệ sĩ đã tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Nhạc cụ bộ gõ thì vốn được coi là nhạc cụ để tạo nhịp trong dàn nhạc giao hưởng. Vậy thì anh có thể cho biết là lý do xuất phát từ đâu mà anh lại muốn đưa cái nhạc cụ này trở thành một nhạc cụ solo? Xuất phát từ đầu tiên thì tôi là một người chơi bộ gõ trong dàn nhạc giao hưởng, chơi trong ban nhạc, những ban nhạc pop ở nước ngoài.
Tôi cũng thấy là các cái nhạc cụ khác là toàn là cái nhạc cụ solo, và nhạc cụ bờ gõ chỉ là đệm và giữ tiết tấu cho ban nhạc. Thì mình cũng thấy là người ta được solo, tại sao mình không được solo? Thế là mình phải quyết tâm, mình phải viết tác phẩm cho bờ gõ và đưa ra với công chúng và diễn solo mình. Vậy thì khi mà tách ra solo thì anh gặp những khó khăn gì? Dấn thân vào con đường solo thì mình phải hy sinh, mình phải đốt cháy và mình phải đau đớn vì nó, và tóm lại là mất rất nhiều thời gian vì nó thì mình mới trở thành một nghệ sĩ solo. Tại vì khi mà mình solo ấy, thì là lúc đấy là một mình đang độc thoại và nói với khán giả, thì tất cả khán giả họ hướng về mình, thì mọi câu chuyện của mình là nó phải có, nghĩa là mình phải sâu chuỗi làm sao nó thực sự cuốn hút. Và khi mà mình mà có lỗi phát khán giả biết ngay, thì đấy là con đường solo thì tóm lại là mình sẽ mất nhiều thời gian hơn là khi mà mình chơi trong một cái band nhạc hay chơi trong một cái dàn nhạc. Vậy kia là họ làm việc theo tập thể, mình là làm việc theo kiểu cá nhân. Vậy thì cảm hứng của anh cho những sáng tác dành cho bộ gõ đến từ đâu? Tôi tách ra để trở thành một cái nghệ sĩ solo bờ gõ là từ năm 2010. Và cái hồi đấy đi cùng với Trung Đường với chúng tôi là còn ba nghệ sĩ bờ gõ nữa, và chúng tôi đã lập lên một cái nhóm gõ là nhóm gõ Go Group. Cái thời gian đầu thì chúng tôi chưa sáng tác, thì chúng tôi là hay lấy những cái tác phẩm mà kiểu dạng là trong cái dàn nhạc giao hưởng chúng tôi tách nó ra và chúng tôi diễn riêng. Vì trong dàn nhạc giao hưởng thì nó có rất là nhiều nhạc cụ, thì bây giờ chúng tôi phải tách ra và chúng tôi lại phải biên soạn lại để dành cho 4 người chơi để thay cả một cái dàn nhạc giao hưởng đấy. Ở Việt Nam tôi tìm một tăng cái tác phẩm bộ gõ không có, thì tôi không tìm được thì tôi lại phải sáng tác, tôi phải diễn chứ, đúng không? Tại vì tôi là người đầu tiên, và trước đấy không ai làm cái việc này. Không ai làm việc này thì nghĩ là họ không sáng tác cho bộ gõ, thì không kiếm ra được cái tác phẩm nào cả. Thì tôi làm. This is an excerpt from a composition by Trần Xuân Hòa, inspired by Thai folk song Anh Là Ơi. It is one of his compositions written in his journey wandering in the northern mountainous region last year. The collection of 6 new compositions entitled Upland Sound includes Spring, Bud, Village, Dance, and Water. The composition is made using a handpan drum, a drum that originated from Switzerland. The sound from the drum is similar to the gongs of ethnic groups in Vietnam, used to create the mountainous atmosphere for the compositions. So I thought the performance was really peaceful. I meditated most of the way through, closed my eyes and just kind of zoned out, and I could really feel the kind of journey and the essence of all the culture in Vietnam, which is really beautiful to me. But I could also see some like internal things coming up, which was really beautiful. It was like I could feel the emotion of the artist and what he was trying to portray. And cảm xúc đầy đặn, tôi thích. Thụy Sĩ với người Việt Nam nó tương tác với nhau ở cái điểm là cái dãy núi cao và không khí lạnh. Nếu như mà bạn đã đứng ở cái bờ hồ Geneva thì bạn sẽ thấy rằng là cái cảm xúc của nó khi mà bạn đứng trên cao nguyên đá, đứng trên Mã Phì Làng ấy, nó giống nhau. Mặc dù là cái về mặt địa lý thì bạn sẽ không thấy được nó cái bằng phẳng và cái rộng rãi thì nó không giống nhau, nhưng mà về cái mà cái cảm xúc ở trên vùng cao đó bạn sẽ cảm nhận gì đó. Hòa đã đưa được cái tinh thần đấy vào, tinh thần của cái vùng cao đấy, của cái năng lượng vùng núi đấy trong tác phẩm của mình thông qua cái nhạc cụ mà nó thô sơ nhưng rung động.
Được biết là những sáng tác của anh thì có mang âm hưởng của người Tày, Thái và Mông. Vậy thì anh có thể chia sẻ đôi nét về những sáng tác này? Chắc một năm vừa rồi tôi đi lang thang trên các cái vùng Tây Bắc. Thì có đi một tháng cũng có, đi một tuần cũng có, cứ lang thang thôi. Và khi mà mình lang thang vậy thì mình mới chú ý được những cái cuộc sống của những cái người dân vùng cao và những cái sinh hoạt hàng ngày của họ. Ví dụ như là những cái lắc vòng tay này thì là chỉ là đeo vào tay và để cho các cô dân tộc của mình nhảy múa thôi. Chỉ là nhảy múa thôi. Khi mà mình khai thác âm thanh thì mình thấy là nó lại rất là gần giống với là tiếng nước chảy. Rất gần giống nữa. Đó. Ví dụ một đoạn ngắn, giả dụ mình nhé, đối với người dân tộc là người ta chỉ có múa này thôi. Ví dụ như là. Nhưng mà khi mà tôi cho vào tác phẩm thì giả dụ đây là một cái tác phẩm mà tôi diễn là tác phẩm nước, thì khi mà tôi đánh như kiểu nước chảy, biết handpan là một nhạc cụ đến từ nước ngoài. Vậy thì anh đã tìm hiểu như thế nào để có thể thành thạo được cái nhạc cụ này? Cái chặng đường mình đi dài hơn thì mình mới bắt đầu mình khám phá ra những cái nhạc cụ bộ gõ của các nước trên thế giới. Thì khi mà mình khám phá ra những cái bộ gõ, những cái nhạc cụ trống của các nước trên thế giới thì tôi lại thấy lại có một cái đam mê nữa là khi mà tôi khai thác một cái nhạc cụ nào đó của một cái nước, tôi cảm giác là tôi như đang được khai thác cái nền văn hóa của họ. Tại vì mỗi một cái nhạc cụ bộ gõ cổ của từng nước thì nó cũng đặc trưng cho một cái văn hóa, nó cũng gắn liền với một văn hóa của cái nơi có cái bộ gõ đấy. Một lần nữa thì xin được cảm ơn nghệ sĩ Trần Xuân Hòa đã tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay và xin chúc cho những tác phẩm của anh gặt hái được nhiều thành công hơn nữa. Toys never grow up. That may be true. Their toys just get more expensive and complicated. And today, in this episode of Connecting Culture, let's see if that saying is true by meeting the 100 Radio Control Club and see how adults drive their unique cars to fulfill their childhood's passion. Not many children are into toy cars these days. Computer games are far more popular. Instead, it is left to adults, mostly male, to collect toy cars. Psychologists can have lots of fun working out why men in their 40s and 50s spend so much time bringing their childhood days to life again. Thực ra là bắt nguồn việc là ai cũng có một cái sở thích, từ bé. Tức là chơi về cái mô hình. Đấy, mô hình ô tô, rồi máy bay hay tàu thủy, tùy từng người sở thích khác nhau. Nhưng mà nói chung là những cái gã đàn ông ấy thì như anh em mình ấy, nhìn những cái thú chơi này đã thấy thích rồi. Thấy cái mô hình nó đẹp rồi là nó nhỏ và nó mình có thể là kiểm soát được nó ấy, thì mình đã rất là thích rồi. Hơn nữa bây giờ nó lại có thể điều khiển được. Đi anh ơi. Thì còn quá tuyệt vời hơn. Thì đấy là cái góc nhìn của mình và hầu như rất chung với mọi người khác là như vậy. Và khi mà cầm vào con xe điều khiển nó đẹp và nó trông nó thật mà nó có thể điều khiển như xe thật được, vượt qua các cái địa hình chướng ngại vật rất là khủng khiếp, thì nó là cả một vấn đề, đúng không? Thế nên ra là anh em sẽ rất bị đam mê về những cái chuyện như vậy. Anyone may wonder what's so special about these cars that drive these guys so crazy. The secret ingredient here is how they resemble the real ones and how they perform. These mini cars can actually climb mini hills, cross water, or perform a lot of cool tricks and stunts. In order for these toy cars to perform so well, there is a lot of work to do.
Lam Kien, the caretaker of Hanoi Radio Control Club, even has a mini workshop in his house to fine-tune his cars. To these adults, radio control or RC cars are their precious treasures. Controllers in their hands, their cars on the ground. Nothing makes them happier than playing with their toys. Nó cũng là đam mê từ bé. Mình thích xe điều khiển từ xa từ bé. Thì đến lúc mà mình có ra ngoài này, thì có môi trường chơi thì mình bắt đầu tham gia, tìm hiểu. Cái cảm giác với cái cảm nhận đấy thì nó cũng khác biệt so với độ tuổi mình, nhưng mà nó cũng được hồi ức lại một cái ký ức mà mình ngày xưa mình chơi. Thì nhiều khi mình vì công việc nó cũng sửa chết, nhưng mà mình được khi mà được sửa chữa và mình được chơi với món RC này thì mình cảm thấy rất là thư giãn. Tôi đến với HORC là cũng là cảm kỳ công đấy, rất là gian lan để tìm đến hội này. Những cái con xe đấy là thật sự là rất là tâm huyết đối với tôi. Đôi khi là tôi đi làm về mệt mỏi, tôi ngắm con xe đấy, và sau đó thì tôi lại chỉnh chu những cái chi tiết của những con xe đấy đấy, và tôi, những cái thời gian mà mệt mỏi của tôi lại tan biến đi. Tôi làm một phòng riêng của tôi đấy, là chỉ để bày xe của tôi đấy, và cái phòng đấy là phòng làm việc luôn của tôi đấy. Hiện tại là bây giờ tôi có là 7 con xe tất cả, mà tôi mới nhảy vào hố vôi này là được 4 tháng đấy. Actually, there is more to this hobby than just cars. In many countries, people even develop their passion for RC boats or helicopters. Some RC enthusiasts around the world organize contests among their members. They want to bring RC to a whole new level. Theo mình thì mình nghĩ là đây là một môn nó đơn giản là một dạng thể thao. Như ở các bên nước ngoài thì người ta đã tổ chức các cuộc đua rất là quy mô lớn rồi, chứ không phải ở Việt Nam mình. Ở Việt Nam mình thì mới nổi lên được khoảng tầm 3-4 năm nay, vừa là có truyền thông thì mọi người mới biết đến, chứ ngày xưa thì cũng ít. Thì bây giờ mình mong muốn tương lai là mình có một sân chơi nó quy hoạch hơn, quy mô hơn, và có lịch trình và có những giải đua nó cụ thể hơn cho anh em tham gia nó đông. Along with sports, books or backpacking, radio control has grown to be a unique way for grown men to relax after long days and weeks of hard work. These cars have proven that even a small thing such as a toy can do a big job, like causing a man to stop wanting to grow up. And that is the end of our program. If you would like to provide feedback or comment on anything here on Culture Mosaic, please feel free to write us at vtvinternational@vtv.vn. You can also log on to vtv4.vtv.vn or our YouTube channel at vtv4go for more of our program. And don't forget to join us next week for another episode of Culture Mosaic. And goodbye for now.